có nhanh không? Được được 80 không? Đua khoảng 80 đến 80 mà. Hôm nào ra kia anh em mình đua nhau tí nhỉ? Ok anh luôn đấy. Hôm nay anh em mình vào trường đua Đại Nam nhá. Rồi, nhất kế. Rồi. Chào mọi người, thì trước tiên vào video thì mình có thông báo với mọi người là mình sẽ lập cho chú mình một kênh, chú Lợi, một kênh để chú sẽ đi comment cũng như là giao lưu với mọi người. Thì cũng là theo ý kiến của mọi người là bảo lập cho chú một kênh đi. Và tại vì là chú cũng thường xuyên là dùng những nick ảo mà nó không có avatar. Người sang đăng ký kênh để ủng hộ chú mình nhá. Ok mọi người, cách nhau đủ 2 mét chưa? Đấy các bạn nhá, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn quay trở lại vlog tiếp theo của mình mọi người. Thì ngày hôm nay, như thấy đằng sau phía sau mình đây là toàn thể tập thể của nhóm mình. Đấy mọi người nhá, nhìn xem. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết là có thêm 2 thành viên mới vào nhóm. Đây, thứ nhất là em Nguyên phải không? Em đến từ đâu? Mọi người. Em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ Gia Lai. Gia Lai. Bạn xin chào anh. Bạn xin anh. Danh nhá, có số của danh. Mister. Số xe à? Số xe à? 81 Gia Lai chào anh em nhá. Đấy, ở đây là Thành. Thành đến từ đâu nhỉ? Chào mọi người nhá. Mình đến từ Nghệ An nhá. Nha. Yeah. Của danh. Biết fan. Báo bài trong tất cả mọi người nhá. Đấy. Thì các bạn ạ, thì đây là toàn thể team mình hiện tại. Cũng như là tại vì vừa rồi sẽ thiếu em Núng, em Hưng ấy. Thì đây sẽ là cái team hiện tại của mình và chuẩn bị cho cái dự án tiếp theo. Và mọi người nhá, thì các em mới ra thì cũng rất là bơ ngỡ cũng như bọn mình trước kia thôi. Rất là ngại, nên là hy vọng là các bạn ủng hộ mình, ủng hộ các em nó để cho gọi là để cho cả team mình nó sẽ đi lên mọi người nhá. Đấy. Tức là ngày hôm nay là bọn mình đang tháo phần cốp ra để độ xe. Độ xe phải không? Độ, độ. Hôm nay sẽ độ. Độ hệ thống option mới. Hôm trước là cái gì nhỉ? Hôm trước nó đi mưa, nó đi mà. Nói chung là hôm trước là xe còn thiếu kiểu gió option, nên là hôm nay nó có option thêm chút. Hôm trước là bạn thiếu. Nên là bạn thường bạn đủ nhỉ? Đến tận lên bạn đủ. Ok nhé, cái này mọi người lại quay trở lại như vừa rồi đi. Thì mình tí mình sẽ review cho. Không, quay trở lại công việc như vừa rồi đấy. Thì tí nữa cháu sẽ giới thiệu cho các bạn biết. Đây, đây là anh giới thiệu qua các em nó vừa tới đây được không qua anh em ạ. Thì bọn mình cũng kiểu không có nhiều kinh nghiệm cũng như là các em nó cũng rất là ngại đấy. Đây thì vừa ra hôm qua mọi người nhé, đây là phòng của các em nó này. Vừa ra thì chưa sắm được cái gì nhiều thì mới có cái giường ngủ mới lạnh, khu vực kệ để giày quần áo thôi, điều hòa. Đấy, thì theo cái vlog lần trước bọn mình có thông báo với anh em ấy là mình nên tuyển một số anh em đam mê. Thì đây là những hai người em mà nói chung là còn rất là trẻ, vừa học xong thôi. Nhưng mà các em đấy có cái đam mê và bọn mình cũng muốn là gắn kết những anh em đam mê và tạo điều kiện cho các bạn trẻ đấy. Các bạn nhé. Đấy, mình làm cái vlog này chủ yếu là thông báo cho các bạn biết là mình có một số thành viên mới như vậy. Ngày hôm nay chúng mình đang tiến hành là đoạn này là lắp phần kính chắn gió, gạt mưa mọi người nhé, gạt mưa phần kính chắn gió này. Đấy, đang vào thao tác. Đây các bạn thấy chiếc xe này chưa? Các bạn thấy xe này thì tức là một số cái dự án mà mình sẽ chưa tiết lộ được hiện tại này. Vài lớp nó mòn lần mình tính tần lên nó đầy lên mà. Ngoài kia mà thấy có cái bé là chú ạ. Có cái gì bé? Cái này bé lắm. Ừ. Đây là mình chú cái tính rác nó đánh thì mấy đi. Đi mua. Ừ, thì đi mua. Ừ, mình sẽ cho ta tiền đâu đi. Con xe này thì nó hôm nay nó nằm ở đây rồi. Thì có giới thiệu cho các bạn biết vì sao nó nằm ở đây không? Xin giới thiệu các bạn thì đây sẽ là một trong những cái này, những cái gọi là phụ kiện và gọi là kiểu vật tư để mình có thể sản xuất một cái dự án tiếp theo, một cái dự án cực kỳ là đặc biệt. Và hiện tại thì nó đang ở trong đây. Đó thì hiện tại mình chưa thể nào gọi là chia sẻ cho anh em biết được. Vì nếu mà anh em mà không biết thì cũng là không biết là xem mẫu xe nào rồi, nhưng mà nó sẽ là cái chú ơi.
thành phẩm là như nào thì anh sập sập thấp thấp cho cháu chút đi. Chưa cái này mình chưa tiết lộ được tại vì nó liên quan đến bí ẩn quân sự. Nó thì hiện tại mình chưa cho anh em xem được nhất, thì anh em thông cảm. Bọn mình sẽ cố gắng là đăng tải sớm nhất cái dự án này lên cho anh em xem. Thì có thể anh em tham khảo đây. Đây đó là một dự án anh em nhé. Thì nói chung là bọn mình có những cái sự chuẩn bị cho một số cái dự án nó hơi bị cồng kềnh một chút mọi người ạ. Vì nên là thời gian vừa qua bọn mình sẽ gọi là giữ bí mật một chút mọi người nhé. Thì để mà cho cái công cuộc các cái dự án của mình được thuận lợi thì bọn mình đã có gia nhập thêm các thành viên. Đấy. Em Thành cái đang mài phần bình xăng của Bugatti mọi người ạ. Nói chung là các em mới đến nha mọi người thì nó vẫn còn rất là nhạy. Và rất là ngại là hy vọng là mọi người ủng hộ các em để các em có nhiều cái đóng góp cho cả đội nhóm cũng như là sẽ dễ dàng để thích nghi với lại ơi cái gì tiền á em nhá. Hello mọi người, mình là Nguyên, năm nay mình 18 tuổi, mình đến từ Gia Lai. Nhờ xem được niềm đam mê của mình cũng giống như các bạn đang xem ở đây thôi. Chúc đam mê về xe cũng như cũng muốn học hỏi về xe cộ, siêu xe gì đấy. Bữa trước thì mình cũng theo dõi kênh của team lâu rồi, cũng từ cái thời mà còn chiếc xe máy bằng giấy cơ, con Bugatti bằng giấy cơ đó. Mình cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều nên là nhờ các anh và chú chỉ dạy và các bạn đang xem video ủng hộ mình và cả team cùng có động lực để có nhiều cố gắng trong công việc hơn nữa. Đây nhá. Mình là Thành, mình đến từ Nghệ An. Thì kể từ hôm nay thì mình sẽ làm việc ở đây. Thì mình rất là đam mê xe thì cũng như là mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm ấy nên là mình sẽ cố gắng học hỏi dân. Thì cũng mong mọi người ủng hộ mình cũng như tém ngày càng phát triển em nhé. Và tất cả mọi người, và đấy các bạn ơi, thì vừa rồi là chia sẻ của hai thằng em mình nhé. Thì nói chung là hai đứa em thì cũng như bọn mình trước kia thôi, rất là ngại khi trực tiếp nói chuyện với máy quay, nhưng mà hy vọng là các bạn là ủng hộ các em nó cũng như ủng hộ cả nhóm mình. Anh em nghe tiếng mài không kia chưa? Đấy, trong đấy là một siêu phẩm nhá, tại vì bọn mình chưa lên được video chính nên là chưa thể nào tiết lộ được đấy mọi người ạ. Mọi người thông cảm. Đồ ốc đấy, đồ máy mày đấy. Đấy, nó có bị dơ không? Hả? Nó có bị dơ không? Nha. Buồn luôn. Ngon luôn. Cái này nó ngon nữa.
Tháo này em. Để đo cái phần gạt ngang này. Đây trước. Đây trước. Ừ. Xong rồi mới lên đây. Rồi ok. Đấy khoảng bao nhiêu phần? Đầu đoạn kia là bao nhiêu? Ở đây đây. Đây tầm 40. 40 phần này. 40. Đây. Nó chỉ cần không cho lọt ra ngoài. Không cho lọt ra ngoài, đây thôi. Đấy chỉ tầm này. Thích mình sẽ phải đấu lại phải không? 60 phân này. Vậy tổng chi của nó là 1 mét này. Có cảm thấy dài không? Đây. Hơi dài. Hơi dài gì? Hơi dài thì chúng ta cho xuống đến đây. Nó nằm đến tầm này thôi. Bởi vì khi người ngồi ở trong đấy, người ta nhìn ra nó không bị chướng, không bị chướng cái gạt nước. Thì mình phải cho thủ đoạn. Đấy, là cái mức độ hạ ấy, cái vòng kết thúc hành trình của nó đấy sẽ nằm ở đây. Cứ hành trình kết thúc ở đây là rõ này. Hành trình đó thì nên là đến tầm này là được. Không nằm ở đây. Đỉnh đến đây cũng được. Đấy xuống không? Ừ. Chứ nó không được lên đến đây. Tức là mình sẽ lấy min đi. Min ở đây. Ok, sau đó mình sẽ vòng tua kia thì mình cũng để ý đó. Đấy. Nếu cứ ước lượng nó tính từ đoạn này ra xong nó khoảng bao nhiêu mình tính vòng cua, mình phải tránh cả cái gạt bên nữa để khi nó xuống nó không bị chạm nhau ấy. Cái này chỉ cần một đường đấy lên đây, quanh nó lên đây khi nó gạt đây, lấy trọng tâm là khi mà gạt nước mình không được lấy ở đây, ví dụ qua từ đây phải không? Thì mình không được lấy nó gạt ở đây mà mình phải lấy nó từ đây. Anh nó cong không phải không? Đấy, và khi nó gạt nó đi cả vậy này. Đấy, tâm của nó đi vậy. Chứ nó không đi ngay cái từ đây tâm này đâu nhá. Nó đi từ cho một chân kia rồi. Ừ, phải lưu ý như thế. Nên để tâm nó đi cả vậy luôn. Đấy. Thằng này xuống thì thằng bên kia nó cũng xuống đến tầm này. Thì là vừa đẹp. Đúng không? Ừ. Cái này là chúng ta tiến hành những đo đạc qua xong rồi cắt thôi. Cắt rồi thì cái còn mình chế thêm, nối thêm nó ra. Thế này đo thì mình sẽ, cháu nghĩ là cứ để thêm một quyển sách này nè. Đo ok mình ghi vào luôn. Ừ. Đo luôn cả cái bên lái này, bên tài này. Bên này thì có vẻ ngắn hơn này nhỉ? Làm ngắn hơn đó. Bên này làm ngắn hơn. Mùi phân. Ừ. Từ đây chứ mà. Từ đây. Mùi phân đạt ở từ đây. Gạt đây. Gạt đây chắc rồi. Tắt không rồi. Cái cần gạt nước ở bên đấy. Cái cần gạt nước bên này là nó thẳng. Cái cần bên này là nó thẳng. Thì mình lấy trọng tâm từ đây đo lên đến tầm này. Làm sao khi người ngồi đấy. Sao khi người ngồi ở trong này thì nó không bị chướng. Không bị chướng cái mắt khi nó còn. Ví dụ nó còn chỗ này nó cũng được. Nhưng mà nó không được đến tầm này. Tầm này là bị ngắn. Mình ngồi đây nè. Khi tài xế ngồi đây nè. Đoạn này mình mờ mắt. Tài xế ngồi là nghe thấp đoạn này mình mờ. Mình bị cản mắt. Mình phải cho lên đến tầm này. Khi nó gạt qua tầm này thì mình đấy đo từ dưới đi lên đây xong nó là chiều dài nó bao nhiêu xong bắt đầu mình ghi vào. Để ra khi mình làm nó chuẩn xác hơn. Rồi liên quan đến số này mình cứ đi vậy. Đỡ phải cắt đi cắt lại nhiều lần đấy. 92. Đấy 92 phân thì ghi vào đây. Bởi vì cái cản lên đây nó thẳng. Thứ hai lên đến đây là tầm này là vừa rồi. Tầm này là khi người lái là vừa rồi. Đấy. Người lái người ta không bị cản. Nó bị gạt, nó bị cản mắt ấy. Khi nước mưa nó rơi xuống là nó rơi không biết chỉ cần khi giọt nước mưa chỉ giọt đến tầm này là đã có cái gạt nước gạt đi. Nhưng nếu mà mình ngắn đến đây phải thì giọt nước mưa nó chảy xuống đến đây thì cái gạt nó mới gạt thì đâm ba cái đoạn này nó còn lại nước mưa. Thành tội là cái form xe này, form kính của mình nó lại nằm trườn quá. Đấy, nó, đây là mình muốn phải lên đấy, càng sát càng tốt. Đấy. Nhưng mà sát quá thì cũng không được, sát quá thì lại vướng bên kia. Không, mình chỉ cho đúng tầm thôi. Thì tới tầm này là vừa này, tới tầm này thì cũng ổn áp rồi. Không cần phải hết kính, tới tầm này thôi, tầm bên trong rồi. Góc nhìn như này, ok. Nó phải có được cả góc trong lẫn góc ngoài. Khi người ngồi trong là nhìn ra làm sao nó không bị vướng tầm mắt. Thứ hai nữa
ở ngoài nhìn vào nó cũng cân, nó cân xe, nó cân cân khi cái gạt nước nó lên nó cả cân chứ nó không bị hụt quá mà nó không cao quá. Đấy. Thì làm như thế thì kể cả bên ngoài mình nhìn con xe nó cũng đẹp mà. Bên kia thì bạn bao nhiêu đó? Đông ghi, đông ghi luôn mà. Tổng vùng cung đây mình phải tính đấy, tính từ đấy luôn. Nó lên đến tầm này. Còn phải lại luôn. Đo từ đấy luôn. Bao nhiêu? 92. Đúng rồi, nhưng mà bên này 92 thì nó vòng cung. Chứ không phải là 92 theo cái kiểu gọi là đường thẳng này, nhưng mình cũng phải lấy cả trọng tâm đường thẳng về để đo ra khi mình làm vòng cao vòng cung đấy thì nó có cái điểm cuối của ngang này nó là bao nhiêu, thì sau này mình biết ghi ra cái đoạn điểm ngang đấy, đoạn đường thẳng của nó là bao nhiêu, 8 mấy. Cái cần bên phụ mình sẽ ghi là 89, bên phụ 89 89 mà. Rồi. 89 thì là 89 là bán kính. Khi cong xong là 92 mà. Vâng. Ok. Đấy. Còn tính trọng tâm của nó từ đây đến đây là khoảng bao nhiêu đấy? Còn bỏ ngả. 90. Không, nó từ đây thôi. Từ đây. 10, 20, 30, 40, 50 hoặc 50 phân. Đúng chưa? Đấy. Thì mình phải làm cái nối cái càng ra đến đây nên vậy, vì khi cái kẹp đấy của mình nó bé mà thì cái kẹp nó mãi đây, còn cái gạt nước nó đến tầm này, gạt nước nó khoảng 35 vào khoảng 40 phân. À, ví dụ điểm đầu tiên sẽ là ABC đi, đáp án B là bao nhiêu? 50 phân. B đến C là bao nhiêu? Em ghi đáp án B đây. 50, từ đây lên đây là 40. A, B, C à? Không, A là ở trụ, trụ là A. Rồi, ok. A đến B. A đến B là... Ừ. A đến ngang B. A là 50 phân. Rồi, xong rồi đến B. Điểm B là... B đến C. B đến C là... 40 phân. 90 phân. Đấy, ghi vậy luôn cho nó, ok. Đấy. Còn là điểm tạ điểm thẳng này khi xong nó là 89 phân. Tổng chung đó. Đấy. Rồi ok, chúng ta bắt đầu tiến hành đi. Gì á? Thì nhìn nhau bao đi. Hả? Hả? Bao đi nhìn sao đang mày không đấy phải không? Đang làm bề mặt. Đang làm bề mặt. Cái app này thì chú có trả tiền cho app này chưa? Dạ rồi, trả được á? Dạ, một tháng cũng giả cho 20-30 nghìn. 20 nghìn á? Ta thấy cái app này là dùng hơi bị nhiều ấy. Hơi bị dùng nhiều của app luôn đấy. App free mọi người ạ, nhưng mà nó cũng rất là chất lượng. Một tháng 20-30 nghìn. Nó đến điểm đen đúng không? Cái đuôi của cái gạt nước nó đến điểm đen. Chúng ta cái này bắt cho nó bắt đầu từ đây. Đấy. À, mình đo đây là khoảng 35 phân đi. Đây nó là 35 phân. Ta lấy 35 phân từ đây. Đâu rồi, đâu rồi. Đây. Đây là khi về hết nhé. Đầu chúng ta mới đây là cái điểm chốt của nó này, thì cần đo cái này đấy, đo từ đây ra nối, trước hết là nối một đường ra đây đó là khoảng 30 phân đấy, hoặc là từ đây nó lên trọng tâm của nó ở giữa này nó chia đôi mà 35 thì chỗ này khoảng 17 phân, làm sao đấy cái đỉnh ngọn, cái đỉnh ngọn này là đến đây là 17 phân. Ok thôi, đến nối một đường từ đây ra đây, xong có một đường hơi quanh lên đây là phải lấy cái ngọn này lên đến trọng tâm này là 17 phân, từ đây nó tính chu lên 17 phân này ra đến đây là tổng cộng của nó là thành ra là 47 phân, thế thôi. Từ đây ra 30 phân,
lên được 17 phân, bằng 47 phân. Nghe này là nhôm hay sắt đấy? Nhớ. Sắt chứ, sắt xịn của ô tô luôn. Cái này nó là thuộc đồng cái cửa sắt hộp đen mình đấy. Nguyên miết hàn không? Cứng. Miết hàn luôn rồi em. Được. À. Cái gì? Máy tao á? Máy tao kia. Ủa cái này cắt ra để cho nguyên hàn thử một đường như nào. Chắc có kỉnh cao hơn chú lợi không? Tại chú lợi cũng là nghiệp dư thôi. Chú không phải nghề chính, không phải là hàn. Yeah. Không phải là hàn. Cho nên việc test thử nguyên hàn thế nào. Chú ra chú sẽ hướng dẫn nguyên cắt bao nhiêu thì hàn bao nhiêu. Đây các bạn ạ, mình đang quay trong cái phòng Pagani rồi nhá. Thì lý do bản quyền là mình chỉ quay đầu của mọi người thôi. Các bạn thì đây các bạn nghe thấy tiếng mài không? Chúng ta xử lý bề mặt nhá. Em chờ đợi sản phẩm của mình nhá. Đấy trong đây mọi người ạ. Đấy, Pagani trong đây nhá. Đấy, tăng mình có là sản phẩm ok thôi. Ổn nhá. Ok. Đọc rồi đó. Được, được, dần dần. Đấy, cứ lượm sao nó chắc, phải chắc trong cái cắt nhá. Nó sẽ đảm bảo an toàn. Tận vào đây, đồ, chân này đồ, cũng tận đồ chế mà. Cái này cũng là chế, từng cái chi tiết một lên rồi. Bỏ cái đùi này ra. Tận chân bên này. Tận chân này không phải để sang đấy. Em chân này bỏ nó ngồi ra đấy. Đấy. Chân này ngồi ra đây. Đấy vậy. Thì khi có phải không, đá nó văng xuôi vậy chứ nó không vào người. Đấy, đúng rồi. Ví dụ trường hợp xấu nhất này. Đây em để vào đây. Để vậy không đè sát luôn đấy. 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 Đấy, dạ, vậy không có thế luôn. Luôn. Không vào người mà nó an toàn. Nhẹ thôi nhá, luôn mỏng. Và thế nhé các bạn ơi, thì đấy là vừa rồi mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là các thành viên mới trong nhóm mình, và hy vọng là các bạn ủng hộ cả nhóm để có thể là phát triển cũng như là có những dự án tiếp theo được nó ok hơn mọi người nhé. Đấy, tuy là sẽ không chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ giúp đỡ bọn mình. Bye bye, xin chào mọi người và hẹn gặp lại tiếp theo mọi người nhé.